nào chuẩn bị quay nhá. Đây, 3, 2, 1. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube channel của Ốc Xem. Và chỉ mấy ngày hôm trước thôi thì bọn mình đã có up một story trên Insta để xem là các bạn có những câu hỏi Q&A nào không để dành cho bọn mình. Và bọn mình sẽ làm một clip về Q&A nhé. Và sau đây là tất cả những câu hỏi các bạn gửi về cho Ốc Sen. Thực ra thì bọn mình có nhận được rất là nhiều câu hỏi ý, nhưng mà thực sự thì bọn mình không thể nào mà trả lời hết được. Cho nên là bọn tôi quyết định sẽ chọn ra những câu hỏi tiêu biểu nhất và có nhiều người cùng thắc mắc nhất để cùng trả lời các bạn nha. Vậy còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy bắt đầu video ngay thôi. Và bây giờ thì Cải Bông sẽ là người đọc câu hỏi và bọn mình sẽ cùng nhau trả lời nhé. Và câu hỏi đầu tiên gửi về cho Shop là: Shop ơi, Shop có bao nhiêu cơ sở thế ạ? Thì hiện tại Ocean Shop đang có tận 3 cơ sở, và 2 cơ sở ở Hà Nội và 1 cơ sở ở Đại Lải. Một cơ sở thì ở 250 Kim Nghiu, Hà Nội, một cơ sở thì là ở 58 Chùa Láng, và một cơ sở thì ở tòa Fitz Flamingo. Nếu mà các bạn ở gần cơ sở nào thì hãy nhanh chân nhanh tay đến với Ocean nhé. Tiếp theo là không phải một câu đâu mà là rất nhiều câu hỏi, và cũng rất nhiều bạn đã từng hỏi Shop về câu này. Đấy chính là: Shop ơi, Shop có định mở thêm chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh không? Hoặc là Ốc Sen có định mở thêm các cửa hàng hoặc các tiệm khác ở các chi nhánh tỉnh khác hay không? Thì thực sự thì chúng mình vẫn đang rất là cố gắng lăn lê bỏ toài và luôn luôn là muốn mở thêm thật nhiều chi nhánh khác cho các bạn đến để shopping với chúng mình ý. Vậy nên thì các bạn hãy thật là bình tĩnh và chờ đợi chúng mình nhé. Trong lúc chờ đợi Ốc Sen bò đến những cơ sở mới thì các bạn ở xa có thể đặt hàng online qua Facebook hay là Insta và Shopee của Shop. Đặc biệt là Shopee của Ốc Sen thì lúc nào cũng có free ship extra, hoàn xu và nhiều sản phẩm rẻ vô địch. Các bạn có thể tham khảo nha. Sau đây chúng ta đến với câu hỏi số 3 nha. Các yêu cầu để làm nhân viên của Shop là gì ạ? Thực ra thì làm nhân viên của Ốc Sen thì cũng tùy theo từng công việc thôi. Ví dụ nếu mà các bạn apply vào vị trí nhân viên bán hàng thì các bạn cần những tiêu chí như là nhanh nhẹn này, vui vẻ này, thật là cẩn thận và hòa đồng nữa. Còn nếu mà các bạn apply vào vị trí của nhân viên chụp ảnh thì đương nhiên là các bạn cần có đồ nghề xịn sò, như là một chiếc máy ảnh thật xịn, hay là một rất là kiểu thẩm mỹ này, có thể chụp những ra những bức ảnh thật xinh xắn cho Ốc Sen Shop. Và nói chung là tiêu chí chung của Ốc Sen đều là thật là nhanh nhẹn này, hòa đồng, vui vẻ và hết mình với công việc là được. Tiếp theo là câu hỏi số 4 là: Ốc Sen có bán mỹ phẩm không ạ? Và Ốc Sen có bán đi quần áo không ạ? Thực ra thì mình cũng đã gặp rất là nhiều câu hỏi này rồi, như là trên comment của các bạn trên YouTube này. Thì thực ra câu trả lời là không nha. Đâu, hình như Ốc Sen vẫn có bán những cái bộ cọ trang điểm hoặc là mút trang điểm. Đúng rồi. Về mặt quần áo thì bọn mình còn bán thêm cả những bộ pyjama cực kỳ đáng yêu nữa. Nhưng mà trong tương lai không biết như thế nào, nhưng mà hiện tại bọn mình đang muốn tập trung vào những mảng như là phụ kiện này, đồ chơi này, hoặc là quà tặng các kiểu thôi. Và cũng có thể trong tương lai chúng mình cũng sẽ mở rộng ra một số mặt hàng khác nó đa dạng phong phú hơn ý. Nhưng mà hiện tại các bạn hãy luôn ủng hộ Ốc Sen hết mình nha. Đến câu hỏi số mấy rồi nhỉ? Hôm nay có 4 rồi, đến câu 5 nha. Nào câu 5 nào, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 5 là: các bạn dạy mình cách thở bằng mũi đi ạ. Thật ra thì câu hỏi này cũng không khó cho lắm. Thì cách thở bằng mũi cũng đơn giản thôi. Đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái mũi này, đương nhiên là một cái mũi thông thoáng rồi. Thứ hai là các bạn hãy chuẩn bị cho mình một tâm hồn thật là đẹp và một sức khỏe thật khỏe mạnh để thở nha. Mà các bạn là để tôi nha, để mình các bạn ạ. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào một khóa dạy thở cơ bản. Ứng cử viên của chúng ta chính là Thu Tít. Đầu tiên nha, bước 1, hít vào thật sâu ấy, rồi thở ra, nhớ nha, chỉ thở bằng mồm nha. Chỉ thở bằng mồm nha. Bước 2, thở ra từ từ,
Nhớ là được chỉ thở mũi nha, không được thở bằng tai hoặc mắt nha các bạn. Chỉ thở bằng mũi, không được thở bằng mồm luôn nhá. Thở bằng mũi, thở bằng mũi. Và các bạn sẽ lặp lại hai bước này đến khi hết đời. Chúc bạn thành công. Và sau đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 6 nha. Ốc sen có nhiều đồ xinh lắm ạ, em thì lại không có tiền mua. Mày hỏi câu hỏi đây. Không biết hả, ai người ta lại làm thế. Nghe thì giống lắm. Thực ra thì mình cũng rơi vào tình trạng của các bạn rất là nhiều. Quanh năm suốt tháng mình là một con đỗ nghèo khỉ. Nhưng mà thực ra thì ở nhà mình vẫn ngập tràn đồ của ốc sen. Các bạn có muốn tip của mình là gì không? Để mình nói cho các bạn nghe tip của nó nha. Các bạn tip của Thu Tít là gì không các bạn? Nó tát tất cả các bạn bè gần xa, anh em khối phố, bà con tròn xóm, bạn học thêm, bạn cùng lớp, bạn cùng bàn, bạn uống trà chanh cùng nó cũng tát. Nó tát vào tất cả các bài viết trên Insta và Facebook của ốc sen. Và kiểu mọi người thấy bị làm phiền quá nên cũng phải mua ấy. Khiếp. Nhờ tôi tát nhiều như thế thì bà cũng mới thành một con nghiện của ốc sen còn gì nữa. Nhưng mà thực nói thế thôi các bạn ạ. Nhưng mà chúng mình có một cách mà khiến danh chính ngôn thuận hơn các bạn có thể mua được đồ của ốc sen. Đấy là gì bạn biết không? Các bạn hãy cố gắng thật là chăm ngoan học giỏi, làm việc nhà thật là chăm chỉ, cố gắng đạt được thành tích học tập thật là tốt và sau đó có thể xin bố mẹ dẫn các bạn đến ốc sen mua đồ. Mình tin ý là nếu mà các bạn đạt được nhiều kết quả tốt như vậy thì bố mẹ sẽ không tiếc để mua đồ các bạn đâu. Đây rồi, nãy giờ mình có lướt trong list câu hỏi thì có một câu hỏi cực kỳ là pro và mình nghĩ là câu này mình sẽ trả lời cực kỳ tốt luôn. Mà bạn ấy hỏi rất là hùng hồn nhá. Shop có tại Việt Nam không ạ? No 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 no. No Vietnamese, no Vietnamese. No 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 no. Người đi ra. Thực ra thì nó đùa thôi, có mỗi mình nó sống ở trên sao hỏa thôi các bạn ạ. Ốc sen shop hiện tại thì có tận 3 cơ sở và 3 cơ sở đều ở Việt Nam nha. Và nãy giờ chúng ta đã trải qua được khá là nhiều câu hỏi rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 8 nha. Số 8 nha. Câu số 8 là ốc sen có từ năm bao nhiêu và tại sao lại có tên shop là ốc sen? Thực ra thì ốc sen đã có từ 7 năm trước và bây giờ là 2020 thì thực ra là từ 2013 đã có ốc sen rồi. Và để ốc sen phát triển được như ngày nay ý, thì bọn mình vẫn phải cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ chúng mình thời gian qua. À còn một ý trong câu hỏi nữa đúng không nhỉ? Câu hỏi tiếp theo của bạn ý trong câu số 8 vẫn câu số 8 nha. Đấy là tại sao bạn lại đặt tên shop là ốc sen ạ? À theo như mình được truyền tai ngay từ khi mà mình mới vào thì là trong một buổi khi mà tạnh mưa rồi, lúc mà trời nó đang ẩm ướt thì chị chủ có chạy ra ngoài và nhìn thấy một con ốc sen bỏ dưới đường. Và chị ý đã làm một hành động mà khó có thể nào một đứa trẻ con có thể làm ngay từ một bé là kiên nhẫn chờ con ốc sen bò đến hết đường nhà bà ý. Vui thật á. Wow, đứa nhỏ đấy nhá, chị chủ thì lạ lắm. Và sau này mà khi lớn lên rồi thì chị ý có đam mê làm đẹp. Trời ơi, trước ngày skin care các kiểu thì chị có phát hiện ra là chất nhờn của con ốc sen ý có thể làm đẹp da các thứ, trẻ hóa các thứ. Nhưng mà nhớ là nhất nhờn ốc sen phải được qua xử lý nha các bạn. Chứ không phải các bạn mê con ốc sen là không được mua thẳng chất nhờn của nó lên da nha. Từ đấy thì chị có một cái suy nghĩ là con ốc sen được đấy. Thế là chị có cảm tình với ốc sen hơn. Nhưng mà lúc đấy thì chị chưa có ý định để kinh doanh đâu. Mãi đến khi mà sau này rồi thì chị bắt đầu kinh doanh cửa hàng thì mới đau đầu để nghĩ ra chọn ra một cái tên. Thì nhớ lại mối cảm tình với ốc sen từ hồi bé đến lớn thì chị quyết định là lấy tên ốc sen luôn. Wow, nghe câu chuyện khá là ly kỳ như phim Hàn Quốc các bạn nhỉ. Đã đến câu 9 rồi đấy. Câu thứ 9 chúng mình nhận được câu hỏi từ một bạn hỏi rằng em muốn tặng quà sinh nhật cho bạn thật ý nghĩa thì ốc sen có gợi ý gì không ạ? Chúng mình cũng không rõ lắm bởi vì thế này này, mỗi người sẽ có một cái gu và sở thích khác nhau ý. Nhưng mà mình theo mình thì các bạn cứ đến ốc sen bởi vì là gu nào của chúng mình cũng chơi hết. Các bạn thì nghĩ thì các bạn cứ đến ốc sen này xong rồi là có thể hỏi các bạn nhân viên để tư vấn kỹ hơn. Hoặc là tại vì ở ốc sen có rất là nhiều mặt hàng khác nhau nữa và dạo này thì bọn mình cũng về khá là nhiều hàng mới. Nên là các bạn có thể ghé qua, biết đâu là không muốn về thì làm sao. Các bạn đừng ngại ngần gì nha, cứ đến đi rồi yên tâm là sẽ có đồ mang về. Và đừng quên là các bạn phải chuẩn bị cho mình một chiếc ví tiền thật là to khi đến ốc sen nha. Tiếp theo là câu hỏi số 10.
Ê, nói hộ tao phát tao mỏi mồm. Ok, ok. Tao muốn được nghỉ hưu. Con tim mẹ già cỗi. Ta bây giờ sẽ là câu hỏi số 10. Em thấy trên TikTok các chị hay unbox khi hàng bị bom lắm ạ. Đối với những khách hàng bom hàng obscene thì làm như thế nào ạ? Làm kinh. I'm here to tell you right now. We don't care. Let me tell you. Ôi, hàng bom thì chúng mình không thiếu đâu các bạn. Để những người sâu các bạn xem nhé. Đây. Một trong những số bom mà bọn mình phải nhận. Các bạn có hỏi là chúng mình sẽ làm gì với những khách hàng bom hàng cho shop ý. Chắc là bọn mình sẽ âm thầm cho các bạn ý vào trong danh sách đen. Và cũng âm thầm khóc trong lặng lẽ luôn ý. Kiểu khóc trong lòng các bạn ạ, đau lắm, buồn lắm. Và nhân đây chúng mình cũng khẩn khoản xin các bạn là nếu các bạn đã đặt hàng của Obscene rồi ý, thì hãy là để ý điện thoại của mình và nhận hàng giúp chúng mình nha. Bởi vì là đơn chuyển đi chuyển lại này chúng mình mất 2 lần tiền ship, và cũng như là hàng chuyển đi chuyển lại ấy, các bạn thấy này, bị móc méo hết cả, cũng như là tội anh shipper ấy các bạn. Các bạn ý đi điện lại hoài mà không giao được hàng cho các bạn thì cũng buồn. Và đây thì mình sẽ unbox một cái hàng bọn mình đã bị bom. Ôi nhìn ở đây còn có chữ kho trung chuyển Hồ Chí Minh nữa. Bọn mình đã vất vả ship từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh, mà đây bọn mình còn bọc rất kỹ nữa các bạn. Online ở đây thì bọc hàng cũng khá là vất vả ấy, còn phải in đơn làm đơn để ship hàng cho các bạn. Trong lúc mình đã bọc hàng bom thì vẫn có những người con người cần cù chăm chỉ gói hàng các bạn online. Đấy, từ đầu clip đến giờ thì các bạn có thể nghe được những cái âm thanh mà sột soạt hay là tiếng tích tích gì đấy là các bạn online ở bên kia đang làm việc đấy. Đấy, qua bọn mình bọc khá là kỹ và phải bọc là chuẩn xác ý. Bọc cẩn thận đến mức hơi khó khăn các bạn ạ. Bọc cẩn thận đến mức các bạn nhân viên shop mình làm phải mất nhiều thời gian và công sức lắm. Đấy, chắc là khách hàng lại gọi điện cho đại hàng rồi. Ôi đây còn là một chiếc máy công nghệ nữa. Ôi đây còn có cả cát của Trung Thu này. Chắc là ship từ đợt Trung Thu đến giờ. Xinh ấy. Đấy, những cái hàng mà như thế này, hàng đồ công nghệ như thế này vận chuyển đi, nếu mà nhỡ may mà có kiểu va chạm hay là vỡ gì thì bọn mình phải chịu thiệt hại rất là lớn, vì cái máy này cũng khá là đắt. Còn là đừng bom hàng của mình nha. Đừng bom chúng mình nha. Đồ rất là xinh, đừng bom nha. Tội anh shipper lắm, là tội chúng mình luôn á. Đừng bom nha. Đừng có bom này kìa. Anh nhân. Và bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Đó chính là câu hỏi số 11. Em thấy đồ của Obscene Lab đẹp quá trời. Tại sao Obscene lại có ý tưởng tự sản xuất đồ thế ạ? Thực ra thì chúng mình thấy rằng là ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung có rất là nhiều shop bán đồ phụ kiện khác nhau, và Obscene thì luôn luôn là không ngừng đi tìm cái màu sắc mới mẻ cho riêng mình ý bạn. Và vì thế chúng mình luôn luôn muốn là sẽ tự làm ra những sản phẩm, tự design, tự thiết kế và để đưa đến các bạn những cái món đồ độc đáo nhất, hay ho nhất và phong phú cũng như là rất đa dạng. Thực sự thì ý tưởng mà tự sản xuất của mình nhen nhói từ khi mà các chị làm slam, thì các bạn có thể thấy đấy, một slam trung thành với Obscene thì bọn mình có kiểu pha trộn ra những loại slam rất là nhiều. Và sau đấy thì bọn mình thật sự là đầu tư là ở bộ sưu tập Food Party. Đấy, có bộ sưu tập Food Party là kiểu giấy gói quà, xong hộp bút, xong rồi vở đấy. Các bạn có thể xem lại clip cũ. Và sau đấy thì bọn mình cũng sản xuất scrunchie này, hay banana này, hay là cái khăn trải bàn này, khăn picnic. Cũng là bọn mình tự may. Nói cái này là bật mí cho các bạn biết, mà mình cũng nghĩ đấy không phải là khoe, bởi vì là đây là sự thật ấy. Là mình thấy rất là nhiều bạn bè, anh chị em xung quanh mình, bản thân em gái mình, lúc nào mua bandana hay scrunchie mình thấy đều có cái tag Obscene ở bên trên ý. Em này, đều có cái tag Obscene đây thì mình nghĩ là có vẻ như bandana và scrunchie của Obscene trở thành một cái gì đấy rất là thu hút các bạn trẻ ở đây, đúng không? Và đó cũng là một điểm mà bọn mình cũng khá là tự hào về Obscene. Trong tương lai thì bọn mình cũng chắc chắn sẽ ra những bộ sản phẩm, bộ sưu tập khác nhau nữa. Và sắp tới này thì bọn mình cũng sẽ có một bất ngờ rất là to dành cho các bạn, nên là các bạn hãy đón chờ nhé. Và tiếp theo chính là câu hỏi. Rồi, mày làm sao ấy? Mày có bảo câu hỏi cuối cùng rồi mà. Quên mất.
Và vậy là chúng mình sẽ kết thúc video Q&A ở đây. Nếu mà các bạn còn nhiều câu hỏi nữa hay là recommend cho bọn mình những video tiếp theo như thế nào, nội dung như thế nào thì hãy comment bên dưới cho bọn mình nhé. Bọn mình sẽ suy nghĩ để làm Q&A part 2 cho các bạn. Và các bạn đừng quên ấn like và subscribe cho kênh channel YouTube của Oxen nha. Và đừng quên ấn cả quả chuông để nhận thông tin mỗi lần bọn mình ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau của Oxen nha. Bye bye.